xuyên qua trái đêm. Anh như tia cực hiếm xuyên ngay vào tim. Ai chết em rồi, ai chết thật thôi. Nếu như một câu nói có thể khiến anh vui, nói thêm một câu nữa có khi khiến anh buồn. Nếu em làm như thế trong em có ấm không? Điên lắm, đừng nghe vô nhà thương, đừng nghe vô nhà thương, đừng nghe vô nhà anh đáng thương. Giây phút em gặp anh là em biết em si tình, tình tăng.